Toàn bộ nội dung và hình ảnh trong video là gameplay của trò chơi, hoàn toàn hư cấu và chỉ mang tính chất giải trí. Nhà nhiều nhang nhỉ. Gì vậy? Ủa gì? Mày đi ra chỗ. Hù quá he. À, sợ quá sợ quá. Cục mụn của mình. Thu đi để lại lá vàng, mụn đi để lại vô vàng chết thăm. Nói chung là các bạn kệ mẹ cục mụn của mình đi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi đời sư cút. Tới cục chuyện người ta. Pha phim dịch về lòng tiếng, pha phim tàu lao phát hành. Bộ phim Tai Ương. Với các diễn viên chính: Kid Double Gamer, trong vai Kid Double Gamer. Con ma, trong vai con ma. Người đào xác, trong vai người đào xác. Quý vị và các bạn thông cảm, đoàn làm phim ít tiền nên chỉ có một người. Bây giờ là 3 giờ sáng. Đó, bắt đầu. Ủa bây giờ cập nhật công chứng công dân rồi mà sao còn cái chứng minh đó đây ta? Này Zalo hả? Đúng không? Này là mấy con gói nước nè. Một, đảm bảo tất cả các đồng hồ trong nhà hoạt động mà chạy đúng giờ. Ồ, giống như nhắc nhớ đó. Viết vào nhật ký những gì vừa mở. Mô, mô, mư. Chữ xấu nha. Bạn phải đi ngủ lại trước 15 phút. 3 giờ 1 phút rồi. Nhà này kiểu giống nhà Việt miền Nam á. Mì Kimochi. Ăn vào sướng Meli. Máy mai. Ồ, ngày xưa nhà mình cũng có cái máy mai nhỏ vậy nè. Ủa đứa nào máng cái gì áo vú gì ngang qua vậy? Đang cách ly. À đây là cái thời đó đó. Tự nhiên chập điện vậy. Chập điện cái làm mình muốn bú 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 đi bú đi bú xì la. Chỉnh đồng hồ lại. Chiếc đồng hồ này đã ngừng hoạt động, không có pin, cần thay pin. Ok, vậy đi kiếm cục pin. Mẹ ăn ở không quá, tự nhiên khuya 3 giờ sáng đi thay pin đồng hồ. Mẹ gánh cứt không? Rồi sao tao biết cục pin ở đâu má? Toàn là thuốc không à. Má có ổ bánh mì nhỏ nữa chứ. Ổ bánh mì này không biết là để mấy năm rồi. Hổ này mà chọi con chó, chó chết. Đồ quả đây, ok nha, đẹp nha. 3 giờ 4 phút rồi. Nó chạy đúng đồng hồ không ta? Thật là mệt mỏi. Gì? Nhóm khoa tâm lý trưởng khoa dạo này trong em có vẻ không được khỏe lắm. Tôi có cảm giác là gần đây em học không được tốt lắm. Tôi tin rằng đã có vấn đề gì đó xảy ra. Nếu không ấy cho tôi biết. Con gói rơi từ kệ, không có vẻ cần được sửa chữa. Ủa, con gói rơi từ kệ là kệ mẹ con gói luôn. Nhật ký giấc mơ. Trời ơi má ơi, tuổi hồng vậy má. Nhật ký giấc mơ. Thật kỳ lạ. Đêm qua tôi mơ thấy một người phụ nữ treo cổ trong căn phòng này. Lưỡi cô ta dài ra, máu, mắt máu mũi, nhìn rất là khủng khiếp. Bà có kinh, bà có kinh nữa. Hay ghê lắm. Bà tới tháng. Tôi lại mơ thấy một người đàn ông cầm dao rượt là phải chạy vào căn nhà lạ trong khu chung cư cũ. Tôi ra sức chặn cửa. Người phụ nữ trong căn nhà đó lại bình thản ăn cơm. Tôi gào thét nhờ sự giúp đỡ. Bà ta đứng lên, ruột của bà ta lòi ra. Trời ơi, mẹ ghê. Rớt ra ngoài, bà ta nắm lấy tôi và luôn miệng hỏi: sự thật là gì? Thực sự là gì? Đó, bà hỏi vậy mà. Tôi không hiểu sự thật là gì. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ. Tôi không biết gọi tên, gọi đó là mộng đẹp hay là ác mộng. Cha của tôi, cha là giọng tiếng miền Nam rồi. Đó. Cha tôi đi làm về cho tôi một hộp quà rất đẹp. Nhưng mà tôi mở ra thì thấy một mảnh giấy. Tôi không đắp được. Mẹ dọn cơm lên, kêu mọi người ăn. Trên bàn thì dòi bọ, mẹ xới đầy dòi vào cho tôi và hỏi: sao con không về nhà? Gây vậy? Bin.
Con ế. Pin con ế à. Ai cũng biết này để làm gì. Để gì ta? À cũng biết là để nhét đít. Mất dạy. Cái bút nè. Viết được. Ồ viết được. Đủ. Nãy biết chữ. 16.8. À ngày 16/8. Trời ơi. Nhật Huyên, em gái thân thương hôm qua đã xuất hiện trong mơ. Tôi nhìn thấy em ấy mặc bộ đầm trắng siêu yêu thích của nó. Mấy đứa nhỏ bớt thích đầm trắng lại nha. À, con bé còn liên tục than thở mắc kẹt trong chung cư cũ. Có chuyện gì với em vậy? Má ơi, 3:08 rồi tao ngồi tao nhảm. Đi ngủ được rồi. Rồi ngủ đi. Ngủ đi đĩ ngu. Mày ngủ đi. Ngủ đi là mày thấy tới công chuyện liền. Xì bay để ngủ. Ha ha. Ma nào mà ha ha. Đèn dầu nhãn hiệu trí tuệ. Tao có đèn trí tuệ nha. Không hù ta. Gì? VIP hả? À RIP. Cấm đổ rác. Cười con mẹ gì. Sao cái hẻm nhìn ghê bay. Bàn thờ. Sao đứa nào à, cúng cái gì nhìn giống cái cục. Ảo thật đấy. Ôi, đây là mấy cái chỗ mà hả, trong hẻm mà hả, cắt tóc hồi xưa này. Top Collection. Có Bot Collection. Lễ hội đèn qua đăng hay sao mà. Ồ oh. Trở lại trường xưa với bao kỷ niệm. Giải hạn trục vong. À bên đây là. Đây là nhà ai ta. Chắc nhà của thầy gì nè. Nhà ông thầy nào nè ha. Simla phù thuật. Xuất hồn nhập cảnh. Ủa nhập cảnh hả? Là visa hay sao? Ê trời. Má cái hình ghê vậy. Chiếc giỏng. Ui má ơi. Ủa sao lại dữ vậy? Lại quá thôi, thấy đằng ấy đang mận. Thôi tôi quyết định đi. Mái khâu. Cảm giác như vừa mới có người ngồi đây. Mẹ mới có người ngồi sao biết. Mày phải rờ vào cái máy á mày. Uầy. Uầy. Sao gật đầu dữ vậy. Ai hỏi nói gì nó gật dữ vậy. Có bị khùng không. Nó gật. Nó khùng. Không dám bước tiếp luôn á. Đổ mồ hôi nách luôn. Sao nhỏ đầu bự mày. Mấy phẫu thuật tiêm đầu đúng không. Dạo này mốt là người ta hết tiêm môi rồi. Nó bơm đầu. Nó gật quá. Nó gật quá ông nội ơi. Thôi à tôi biết. Trời ơi. Này cái bíp. Lấy kiếm gì đó để sử dụng. Ủa vết bẩn. Vết bẩn như đang nhìn tôi. Ủa mày đi cái chỗ. Với những vết bẩn cứng đầu như thế này thì phải lấy giấy chùi đít để chùi vết bẩn. Thằng này nó ngồi nó ấy quá ha. Nó lại tới lại luôn. Cô được bị khóa từ bên trong. À anh Sáu. Anh Sáu cho tôi. Mày thích con phải em. Anh Sáu. Ủa má mới xin cái chén của anh Sáu rồi. Mình Sáu là anh sẽ vố cho mấy cái. Phải đi lại. Đi đâu. À giống như làm sai vậy đó. Chết mày chết.
Tự tử ơi, sao ơi, sao ơi, sao ơi. Mày anh sáu cọc vậy? Tao ngồi lại thì anh sáu ngồi lại đi. Không cho lấy cái gì hết. Giờ phải làm gì ta? Chén sứ nhặt. Con cho chú đi bới cơm cái nha con. Ui là trời. Há biết nó hù mình. Nổi dây gà luôn á. Chén cơm rất ngon, tôi không cảm thấy đói bụng. Ê, hay là đặt cái chén cho con kia nó ăn ta. Ủa, lỗi game luôn. Ủa, game này nó đã nghĩ tôi đi vô trong phòng rồi. Tôi chưa đi vô đâu. Mình vừa phải đi lại luôn các bạn à. Đi lại từ đầu game ấy. Phải nồi thật à. Vậy cái chén cơm nó làm gì ta? Mẹ con này. Mày phải em gái tao không mà hù tao. Bị ngu à. Cơm. Mình không thể đi lại gần cái con thằng đó được rồi. Đúng không? Ngồi lại đi. Ủa. À, quy cách thờ cúng ngạ quỷ. À, ngạ quỷ là con đó đó. Là những linh hồn phiêu dạt không được thờ cúng. À, chuẩn bị những vật phẩm sau đây. À, thiếu cái cơm nè. Mình góp ý là cái mechanic mà sử dụng vật phẩm nó cũng còn hơi bị, nó hơi bị kỳ kỳ. Ủa, à có thay đổi. Để thay đổi thì ta thôi đẩy. Ui. Ai? Hello. 7 món đồ chơi nhằm cầu con trai. Cầu con trai chơi Bitcoin hả? Sạc nghiệp nha con. Sạc nghiệp nha. À, chén máu đây. Máu đây à. Chén máu. Chén máu kỳ ba. Nghe có tiếng mở cửa. À, cái cửa này mở rồi. À, cái cọ đây. Nhà nhiều nhang nhỉ. Gì vậy? Ủa gì vậy? Hù quá he. À, sợ quá sợ quá. Giống như cái mua đồ bị lỗi á. Bị kéo ra lỗi hay sao á. Này mình cảm giác là cái này được truyền cảm hứng bởi Resident Evil. Mấy cái animation của nó. Nhưng mà cái này phải làm mượt hơn. Chưa mượt lắm. Và cái cách mình sẽ sử dụng mấy món đồ nó hơi bị cực. Kho lưu trữ mình nghĩ nên là tab, đúng không? Nút tab nó sẽ dễ hơn là nút R. Dễ rồi đó. Trời ơi. Quỳnh ơi. Ai kêu mày gì lại dữ vậy Quỳnh? Quỳnh ơi. Ui. Nào quậy lên đi, quậy lên Quỳnh ơi, quậy. Thôi đi. Quậy quá. Thấy hơi quậy rồi đó. Hơi quá rồi đó. Con em đúng không? Mày rảnh lắm, mày hù tao hoài. Băng. Chạy theo em ở nơi trời xa,
lắm em ơi, người ơi tình ơi, chạy đi đâu để có niềm vui vui cho nỗi buồn. Xong bàm à, ông xưa là bùm ba là bùm ba là ba là ba là bùm. Nó ngồi khóc rồi, nó khóc rồi là nó sắp phù rồi đó. Huy, đỡ lại. Làm tiếng hơi mắc cười. Em tên Huyền hả? Tên Huyền hay là Huyện hay là Huyền? Tên Huyền. Rồi tôi nghe tên Huyền. Oh, The Secret. Hết demo. Nói chung là game này cũng khá là ok đó. Hình đẹp, đúng cái chất của miền Nam, nhưng mà vẫn còn phải cải thiện nhiều. Mấy cái jump scare mô đồ nó không sợ lắm hay các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Và ngoài ra thì comment cho mình biết là các bạn có thích cái game này không. Mà nếu như mà các bạn thực sự thích thì nếu mà nó ra full thì mình sẽ chơi. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn cùng ngày tốt lành.